nữa mới sẽ có giúp con xin các bạn. Cách đây nửa năm, trong lúc đường cùng, quân ta cắt lén viết thư sang cho Tâm lời lẽ thống thiết, bảo gửi gấp về mấy ngàn đô vì mẹ sắp chết. Tâm tin lời anh, nhờ người trao tận tay.